Xin chào mọi người, đây là phiên bản MacBook Pro đời 2016. Một phiên bản có touch bar. Này thì mình đang chuẩn bị dán màn hình. Mình dán một cái lớp bên ngoài màn hình để bảo vệ được. Mình dán bộ dán của CC Fan các bạn nhé. Thứ nhất là nó sẽ chống xước này, nó có thể là chống bong chống lóa này, và cái mà mình thích nhất là nó đỡ bị hằn cái phím này lên màn hình. Đó, khi mà lau thật sạch ở trong cái môi trường không có quả, nói chung là phải sạch để cho bụi nó đỡ bám vào. Đây là lau vào cái lớp giấy thứ hai. Bóc cái giấy này lau sạch. Và quan trọng nhất là phải ở trong một cái môi trường nó kín nha các bạn, không có quạt gió, không có mở cửa ra, cửa mình cũng nên đóng hết vào. Dính chặt quá. Cái này phải rất tỉ mẩn nhé. Các bạn đừng vội vàng dán luôn cái miếng dán này, mà các bạn phải cái bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất là phải lau thật sạch và đảm bảo không có một hạt bụi nào nó bám vào trên này. Các bạn biết là cái bàn phím đời mới này của Apple này, và cái máy nó rất là mỏng. Thế khi mà mình gập máy xuống ấy, là cái bàn phím nó hằn lên màn hình. Để một thời gian nhìn trông nó rất là kinh. Với lại mình dán màn hình vào thì nó cũng bảo vệ cho cái màn hình nữa. Chẳng may mà bạn có cái thiết bị nào mà nó tác động vào màn hình thì nó sẽ không bị xước. Đây là miếng dán chính hãng của Zipan. Có nhiều miếng dán khác ở trên thị trường các bạn, nhưng mà mình tin tưởng cái dòng này vì giờ dùng nhiều hàng của Zipan rồi. Với lại ít ra thì nó là một sản phẩm chính hãng, thế nên là nó có thương hiệu. Cũng có những cái miếng dán ở ngoài chỉ có mấy chục nghìn thôi. Rồi, đã xong bước lau màn. Đây là bước bắt đầu dán. Mình sẽ bóc này. Đấy, bóc này ra. Tao thử tí cho một em. Công việc cần phải khéo léo các bạn. Rồi phải căn nhá. Căn đúng mắt camera. Mình căn cái cạnh này trước. Cái việc căn như này nó
nó cần cái sự tỉ mỉ và cái sự khéo léo. Thế nên là cái việc mà mình phải lau cái màng ở cái bước đầu ấy, nó rất là quan trọng. Là vì thế, bởi vì không phải là mình cứ đặt một vào một phát là mình sẽ chuẩn được luôn, mà mình phải đặt ra nhấc xuống rất là nhiều lần. Đấy, như này là nó đã tương đối chuẩn rồi này. Tiếp đến là có những cái miếng dán. Đấy, mình sử dụng những miếng dán này. Sử dụng những miếng dán để hút hoàn toàn những cái bụi sót lại hoặc là những cái mà bóng khí ở bên trong. Sử dụng những miếng dính này để dính những cái bụi cuối cùng còn sót lại. Quan trọng nhất là hết bụi, vì là nếu như mà có bụi thì cái tấm màn này nó sẽ in luôn cái bụi đấy vào trong màn hình. Đó, mình buông từ từ cái tấm dán xuống. Buông đến đâu mình dùng khăn lau, mình di đến đấy. Di chưa, di mà cảm giác như nó vẫn chưa ăn vào, hoặc là có những cái bọt khí bên trong ấy, thì mình phải di, mình lại nhấc lên, mình di lại. Hoặc là mình dùng những cái tấm dán ấy để có thể làm hết được những cái tấm bọt đấy, bọt khí. Nếu như các bạn không xử lý luôn thì đến lúc mà dán xong mà không một cái tấm bọt khí ở giữa màn hình thì nó rất khó để xử lý. Thế nên là mình phải xử lý ngay. Vậy là đã xong. Nhà còn một miếng giấy nữa. Đó. Cái miếng đấy là miếng mà để mình bóc ra. Thì sẽ là cái tấm cuối cùng. Chính là cái tấm dán màn hình của mình. Đấy, khi mà bóc cái tấm bảo vệ cái miếng dán ra thì bạn thấy cái màn hình của mình bây giờ này. Nó gần như là mình không thể nhận ra được cái màn gốc của nó với lại cái tấm màn mà đã từng dán rồi. Nó rất là trong. Ok, đã xong. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.